Giang Nara, mỹ nhân lão hóa ngược, hôn nhân kín tiếng bên chồng kém tuổi. Xuất hiện tại chương trình My Little Old Boy của đài SBS, nữ diễn viên Giang Nara thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Đồng nghiệp cũng phải trầm trồ trước vẻ ngoài không tuổi của nữ diễn viên, trông chị như học sinh cấp 3, dường như chị không hề lão hóa. Giang Nara hiện 44 tuổi nhưng cô vẫn duy trì được dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt trẻ thơ, làn da căng mịn, đôi mắt trong veo và sống động. Khi được hỏi về bí quyết giữ được vẻ ngoài, cô nói, tôi không có bí quyết gì ngoài ăn rất nhiều. Tôi trẻ hơn tuổi vì may mắn được hợp tác với các đồng nghiệp kém tuổi. Họ đối xử với tôi như bạn bè, còn khán giả nam coi tôi như tình đầu thời học trò của họ. Đặc biệt, trong chương trình, Giang Nara cũng tỏ ra cởi mở khi hé lộ cuộc hôn nhân của cô bên ông xã kém 6 tuổi. Nữ diễn viên gặp chồng trên phim trường của bộ phim truyền hình VIP do đài SBS sản xuất vào năm 2019. Khi đó, Giang Nara là diễn viên chính còn chồng cô là quay phim. Cặp đôi hẹn hò bí mật trong 2 năm và thông báo việc kết hôn vào năm 2022 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Sau khi lập gia đình, Giang Nara dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc tổ ấm nhỏ. Cô cũng giữ nguyên tắc không công khai hình ảnh hay danh tính của ông xã vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng, tôn trọng chồng.